Thưa quý vị, buổi trò chuyện chat với doanh nhân du lịch hôm nay là mở đầu cho loạt nội dung họ sống thế nào trong đại dịch do Kinh tế Sài Gòn và Sài Gòn Tiếp Thị phối hợp thực hiện. Trước tiên, thay mặt những người làm chương trình, tôi xin gửi lời cảm ơn tới ông Trần Quang Chi cũng như doanh nghiệp Chinh Cụt Travel của ông đã đăng ký tham gia là thành viên của chương trình sáng kiến điểm đến an toàn của chúng tôi. Tôi cũng xin cảm ơn quý bạn đọc đang theo dõi chương trình chat với doanh nhân du lịch của chúng tôi ngày hôm nay. Ngay sau đây, chúng tôi xin được kết nối với ông Trần Quang Duy để bắt đầu buổi trò chuyện. Thưa ông Duy, như ông cũng biết, dịch COVID-19 đã khiến hoạt động du lịch trên thế giới và trong nước bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Có những đơn vị lữ hành đã phải chuyển hướng sang lĩnh vực khác hoặc rời thị trường. Trong khi đó, ông lại chọn cách đi ngược lại là thành lập nên công ty cổ phần dịch vụ lữ hành Chim Cánh Cụt. Phải chăng ông có những suy tính và hướng đến thị trường sản phẩm khác biệt, thưa ông? Lần đầu tiên thì cho tôi xin thay mặt cho công ty Chim Cánh Cụt Travel cũng gửi lời cảm ơn đến báo Sài Gòn Tiếp Thị đã tổ chức một cái sân chơi cho các anh chị em trong ngành du lịch. Để có một cái nơi để mình có thể chia sẻ những cái nỗi niềm, những cái vấn đề mà mình gặp phải trong cái đại dịch Covid vừa qua. Thì cũng giống như câu hỏi của anh thì thật ra đúng như mọi người hay nói rằng là trong cái thời kỳ này thì thường đa số tất cả các anh chị em trong ngành đều sẽ chuyển qua làm một cái việc gì khác để mà thứ nhất để mà bảo vệ và bảo đảm an toàn cho cái vấn đề về kinh tế của gia đình mình. Nhưng thực tế rằng là nhiều người hỏi là tại sao tôi lại thành lập doanh nghiệp trong cái thời điểm này. Thì về đầu tiên, bởi vì thực ra như các anh chị cũng thấy rằng trong một cái năm vừa qua và trong thời gian diễn ra vừa rồi thì ở gần như Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng rất nặng về bởi đại dịch Covid. Và khi cái sản phẩm chủ lực mà công ty tôi xây dựng đó chính là về sản phẩm về du lịch sức khỏe, du lịch y tế. Cho nên khi mà tôi xây dựng sản phẩm này, tôi cũng muốn để mà mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm khác để người ta hiểu rằng du lịch không phải chỉ đến có ăn không, không có nghỉ không, ngoài việc tham quan không, mà mình còn phải tìm đến cái nơi có không gian xanh, những nơi có những cái dịch vụ để mà bảo vệ cho sức khỏe của mình và nâng cao sức khỏe của mình hơn. Bởi vì xu hướng sắp tới sẽ càng ngày càng thay đổi hơn và cái khách hàng họ tiệm cận đến nó thì họ luôn quan tâm đến vấn đề về sức khỏe. Cảm ơn chia sẻ của ông Duy. Như vậy thì không biết rằng là suốt hơn một năm qua thì Chim Cánh Cụt Travel đã hoạt động như thế nào, thưa ông? Trong một năm vừa rồi thì thực sự rằng là bên doanh nghiệp của tôi cũng giống như cũng rất là nhiều doanh nghiệp khác thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì dịch Covid. Nhưng mà bởi vì như tôi ban đầu là doanh nghiệp của tôi xây dựng một số cái sản phẩm nó khá là chuyên biệt. Ví dụ như ở bên tôi thì có một cái sản phẩm đó là về chương trình tour gốc Sài Gòn bạn chưa biết. Chương trình này bọn tôi xây dựng ở một cái khu vực là ngay trong khu lưu niệm của cụ Phan Châu Trinh. Và đặc biệt hơn thì ở bên đây chúng tôi có một cái phòng khám cổ truyền để cho khách hàng họ đến đây họ trải nghiệm. Mà thứ nhất đầu tiên đó tìm hiểu về một vị danh nhân của Việt Nam. Thứ hai nữa là chúng ta đến đây để tìm hiểu về một trong những cái sản phẩm về sức khỏe rất là nổi bật ở Việt Nam chúng ta, đó chính là ngành đông y. Thật ra rằng thì mọi người hay nói rằng là đông y thì mọi người nhìn nó hơi nghĩ nó một cái gì đó nó hơi không tốt cho lắm, bởi vì về thời gian chữa bệnh cũng như là những cái tai tiếng, một số cái vấn đề khác. Nhưng thực ra rằng là đông y là một trong những cái phương pháp mà đã được rất nhiều nơi công nhận. Và Việt Nam, phương pháp đông y của Việt Nam chúng ta cũng rất là tốt. Và đến đây thì khách hàng không phải chỉ đến đây chỉ đi tìm hiểu không, và họ có thể được trải nghiệm để biết nâng cao sức khỏe của mình. Và một lần nữa để tìm hiểu thêm về cái sản phẩm về du lịch sức khỏe là như thế nào. Ngoài ra thì bên tôi cũng có tổ chức rất là nhiều cái chương trình để mà cho các bộ phận như product đi khảo sát ở một số cái thí điểm khác. Ví dụ như là trong hồi tháng khoảng tầm tháng 2, tháng 3 thì bên tôi có tổ chức một vài cái chuyến đi về mà Trà Vinh để cho đội ngũ khảo sát một số cái tuyến điểm mới ở Trà Vinh. Hoặc là chẳng hạn như trong trước khi dịch diễn ra khoảng tầm một tháng thì một số bạn nhân viên bên tôi có đi khảo sát một số cái nơi khác như là khu vừa một tháng khu vực Việt Nam ở khu vực gần Củ Chi, hay là khu vườn ươm Minh Trân ở ngay bên quận Tân Bình, cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta tìm đến đây để tìm không gian xanh và về sức khỏe. Như vậy thì không biết rằng là trong cái thời gian
vừa qua đó thì cái đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp mà mình hoạt động như thế nào? Có đi làm đầy đủ không hay là mình sẽ phải cắt giảm nhân sự như thế nào thưa ông? À, về vấn đề về nhân sự thì cái rất là nóng nóng của doanh nghiệp của tôi, vì thực ra rằng là cũng có một số bạn, bởi vì cho gia đình cũng lo lắng, bởi vì khi mà dịch bệnh bùng phát ra thì một số bạn cũng phải trở về quê để đảm bảo cho sức khỏe của mình và cũng về của gia đình ở phía dưới gia đình. Nhưng mà các bạn vẫn đều có dành thời gian cho doanh nghiệp, ví dụ như các bạn sẽ chia ra từng team, từng nhóm một để mà các bạn có thể ngồi họp online và đưa ra những cái hoạch định chiến lược cho sản phẩm của mình, và các bạn vẫn thay phiên nhau để làm việc, chứ gần như là không có tình trạng là các bạn nản với nghề, các bạn vẫn giữ được một cái hình lượng nghề nhất định. Ông có chia sẻ về cái công tác đảm bảo phòng chống dịch thì không biết rằng là tại nơi làm việc của mình thì đối với những bạn mà đi tới cơ quan làm việc và doanh nghiệp của mình thực hiện những cái biện pháp như thế nào thưa ông? À, về vấn đề về đảm bảo về sức khỏe thì thứ nhất là bên công ty tôi, vì như tôi cũng đã chia sẻ là bên tôi làm về du lịch sức khỏe, cho nên là bên tôi cũng có rất là nhiều biện pháp để mà phòng chống dịch và cũng có nhiều cái phương pháp mà nâng cao sức khỏe cho các bạn. Thứ nhất là bởi vì bên tôi có một cái phòng khám là truyền, cho nên là về các đội ngũ bác sĩ hàng ngày thường xuyên phải có đi phun khử khuẩn tại khu vực làm việc của phòng khám cũng như tại doanh nghiệp của công ty, của bên văn phòng du lịch. À, và ngoài ra thì ngay khi bước vào cửa thì các bạn đều được kiểm tra thân nhiệt, cũng như là sẽ có các biện pháp sát khuẩn tay và sẽ có một số cái thực phẩm nước uống, ví dụ như là để sản phẩm nước uống bên công ty tôi để mà giúp cho các bạn nâng cao sức khỏe hơn. Một số cái phương pháp khác nữa. Còn về cái định hướng sắp tới của chim cánh cụt thì sẽ là như thế nào thưa ông Trần Quang Duy? Theo bên định hướng của bên doanh nghiệp tôi thì trong tương lai thì thứ nhất là nếu như tình hình dịch như thế này thì chắc chắn chúng ta phải xác định một điều rằng là chúng ta sẽ sống chung với dịch và chúng ta sẽ phải có những cái hoạt động là ở hoạt động theo cái tình hình dịch như thế nào. Bởi vì thật ra thì mình chưa thể nói về trong tương lai thì dịch nó sẽ như thế nào được, nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận nó và mình sẽ có đưa ra những hoạt định cụ thể. Ví dụ như đối với doanh nghiệp tôi, nếu như tình hình dịch đã kiểm soát được ổn định thì mình sẽ triển khai những cái sản phẩm tour ngắn ngày hoặc nửa ngày hoặc một ngày trước để cho khách hàng họ có vẫn có thể tải được cái niềm đi chơi hoặc tìm hiểu một số văn hóa, và ngoài ra mình cũng hướng khách hàng đến những cái việc đi thành từng nhóm nhỏ lẻ chứ không đi thành tập trung đoàn như nhiều ngày trước, bởi vì tình hình dịch thì mình cũng không nên tập trung người để đảm bảo cho sức khỏe. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đang đưa ra một số cái biện pháp để mà nâng cao sức khỏe hơn cho khách hàng và tìm ra những cái hướng đi mới, xây dựng sản phẩm mà nó thiên về xanh hơn, như mình đi những cái sản phẩm vào trong khu vực rừng hay là những cái nơi thiên về thảo dược để mà khách hàng tìm đến những cái gì. Ông có chia sẻ định hướng sắp tới trong cái vấn đề xây dựng sản phẩm đó là những cái sản phẩm ngắn ngày, sản phẩm đi gần thì xin ông có thể cho biết rõ hơn một vài cái tour mà bên mình sẽ xây dựng trong hoặc là sẽ tung ra thị trường trong thời gian tới được không? Một số cái sản phẩm mà ngắn ngày và trong thời gian tới mà bọn tôi đang xây dựng, đó đầu tiên đó chính là đi chương trình về khu vực Nam Cát Tiên. Thì như các anh và cũng các học giả chắc cũng có biết rằng Nam Cát Tiên là một trong những cái vườn quốc gia rất là rộng lớn, và thứ nhất trong khu vực này thì chúng ta sẽ trải nghiệm được một trong những cái loại hình, đó là loại hình tắm rừng, là một trong những pháp rất là đặc biệt của Nhật Bản, là mình vào trong này mình sẽ được trải nghiệm một bầu không khí xanh và xa rời đi khỏi những cái mệt mỏi của những cái tiếng ồn của thành phố và tìm về một không gian xanh. Và ngoài ra thì trong Nam Cát Tiên cũng là một trong những cái vườn quốc gia được hoạt động để đi xem các loại thú về đêm, để chúng ta tìm hiểu về thiên nhiên, chúng ta cũng có thể thêm yêu thiên nhiên hơn. Đó là một trong sản phẩm ví dụ. Hoặc là về tuyến điểm về đi khu vực miền Tây thì chúng tôi có tổ chức một cái sản phẩm, đó là đi về khu vực cánh đồng. Đây là một trong những cái nơi mà có trồng rất nhiều loại cây thảo dược dược liệu thuốc nam, và là một trong những cái nơi rất phù hợp với cái chủ đề về du lịch sức khỏe của bên tôi. Thì vì khi khách vào trong này, khách sẽ tìm hiểu thêm về nhiều loại cây thuốc nam để ít nhất chúng ta có thể sử dụng nó một cách đúng và chúng ta định hướng nó tại nhà, bởi vì ở đây có rất nhiều loại cây mà mình có thể mang về nhà mình trồng được.
và mình sẽ sử dụng nó làm một trong những cái phương pháp bảo vệ sức khỏe của mình. Vâng, là một trong những thành viên của sáng kiến điểm đến an toàn thì không biết rằng là ông có những cái đề xuất hoặc là kiến nghị gì để cho du lịch Việt Nam sớm hồi phục trở lại sau dịch hoặc là khách đi du lịch cảm thấy an tâm hơn. À, về một số đề xuất thì theo tôi nghĩ việc đầu tiên thứ nhất là nó đối với các anh chị em trong ngành du lịch thì chắc chắn điều đầu tiên là chúng ta cần phải có vaccine. À, bởi vì thật ra như anh cũng biết rằng là để cho khách an toàn thì chúng ta phải có đội ngũ nhân viên từ tài xế, hướng dẫn viên đến đội ngũ nhân viên trong khách sạn, nhà hàng. À, chúng ta phải đảm bảo sức khỏe của mình trước, bởi vì nếu như không có vaccine trong cơ thể thì đôi khi sẽ làm cho khách hàng họ lo lắng rằng họ không biết chúng ta có an toàn hay không. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta sẽ có, tôi cũng chia sẻ, thay vì chúng ta những cái đoàn lớn thì chúng ta chia thành nhóm nhỏ, chia từng đợt để đảm bảo cho cái số lượng công tác tổ chức. Và ngoài ra thì mỗi địa phương, mỗi điểm đến cũng nên chủ động xây dựng và cung cấp những cái thông tin về cái điểm của mình như thế nào để cho các công ty du lịch có thể được thông tin và định hướng cho nơi đó mình nên đi trong thời gian nào là phù hợp nhất. Tránh tình trạng chúng ta đổ xô ồ ạt đến và đôi khi sẽ mất kiểm soát trong những đợt vừa rồi. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ về hoạch định chiến lược cũng như sản phẩm sắp tới của Chim Cánh Cụt Travel, cũng như rằng là những cái đề xuất sáng kiến của ông với mong muốn du lịch Việt Nam sẽ là điểm đến an toàn, thu hút được khách du lịch trong nước và quốc tế trong thời gian tới. Xin chúc ông và công ty dồi dào sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý độc giả đã theo dõi chương trình chat với doanh nhân du lịch thuộc chương trình Họ sống thế nào trong đại dịch. Xin quý vị đón xem những buổi trò chuyện sau của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.